được gặp lại quý vị và các bạn trong kênh tin tức sau Việt ngày hôm nay. Và Đan tin chắc chắn rằng trong những phút tiếp theo của chương trình thì chúng tôi sẽ mang lại cho quý vị những thông tin nóng hổi nhất để quý vị thực sự có những giây phút thư giãn và thoải mái. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những thông tin nóng nhất và mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị hãy cùng nhau đến với những thông tin nóng nhất của ngày hôm nay. Lý Quý Khánh bị bóc phốt, mua bình luận bênh vực việc bán bánh tráng. Rất nhiều chi tiết trùng hợp đã được cộng đồng mạng soi ra trong các bài viết của anh, và ngay lúc này họ tiếp tục chê bai. Trong khoảng 2 tháng mùa dịch vừa qua, các nghệ sĩ đều không thể hoạt động nghệ thuật. Điều này với mục đích tránh tụ tập đông người và đảm bảo việc thực hiện lệnh cách ly, với mong muốn tạo được niềm vui, có công việc để thời gian nhanh qua. Và cả chi phí trang trải thì họ đã quyết định bán hàng online. Nhà thiết kế Lý Quý Khánh bán khá nhiều món ăn từ dùng cho bữa cơm đến ăn vặt. Lý Quý Khánh bị tố mua bình luận. Vài ngày qua, cộng đồng mạng đã bàn tán liên tục câu chuyện nhà thiết kế tài năng này đã cho ra đời phần bánh tráng trộn với mức giá 250.000. Nhiều người tò mò không biết trong số đó có những loại nguyên liệu nào mà giá thành đắt hơn gấp 10 lần so với thị trường. Một số trang review đã nhận xét tiêu cực về thực tế, phần bánh tráng trộn có giá đắt đỏ nhưng lại không ngon như lời đồn. Không chỉ bị cộng đồng mạng chỉ trích mà Lý Quý Khánh còn bị tố mua bình luận để bảo vệ mình, khi bên dưới bài viết của anh có hàng loạt comment giống hệt nhau đến từng chữ viết. Có rất nhiều tài khoản cùng nhận xét thích ghê, làm gì cũng giỏi, thấy anh bán hàng mà tâm huyết quá trời luôn. Có nhiều bình luận giống hệt nhau khiến nhiều khán giả chú ý. Hàng loạt người hiểu ra sự việc và cho rằng anh đang mua bình luận để bênh vực mình giữa scandal buôn bán. Thậm chí cộng đồng mạng còn bảo rằng anh mua bình luận quá lộ liễu. Lý Quý Khánh nói bán phần bánh tráng trộn 250.000. Về phần người bán, anh cho rằng mình chỉ thực hiện những món ăn mang tính luxury, sang trọng, sang chảnh, với từng loại nguyên liệu, gia vị được lựa chọn kỹ càng và an toàn thực phẩm. Ảnh đăng trên mạng và thực tế phần bánh tráng. Khi thấy sự việc bị mọi người bàn tán quá mức, anh bức xúc đáp trả. Khánh nói thật, ăn hay không là tùy vào các bạn, sao lại nói ác ý như vậy? Đâu ai ép các bạn mua. Mua rồi về lấy hình úp nói lung tung. Khánh chán tinh thần nói lung tung của một vài bạn quá, mục đích là gì vậy? Anh bị phốt không hay trong mùa dịch. Hiện tại nhà thiết kế Lý Quý Khánh đã tháo những dòng trạng thái mang tính đáp trả khỏi trang cá nhân. Điều này cũng có thể cho rằng anh không muốn đôi co với cộng đồng mạng. Thực tế không thể chiều lòng hết mọi người và tranh cãi chỉ thêm cái kết xấu. Nói đến vấn đề chuyển sang mua bán thức ăn trong mùa dịch và gặp nhiều lời soi mói tiêu cực thì anh phản hồi. Nhiều bạn hỏi sao mình xuống cấp bán đồ ăn online. Mình thầm trả lời trong bụng là bán cái gì kệ mình, miễn sao mình không tổn hại ai, phải lo được cho nhân viên mình là được, đem lại niềm vui cho mọi người và kiếm được tí tiền là ok, hy vọng bớt chất vấn để cuộc đời bình an nhé. Lý Quý Khánh chuyên chế món ăn mộc mạc trở nên luxury nhé cả nhà yêu của Khánh, chỉ bán cho ai yêu thương mình và tạo thành một gia đình đoàn tụ nhé. Bán hàng ế ẩm, Lê Giang ép Tuấn Dũng mua 10 chai nước mới cho gặp mặt con gái Lê Lộc. Là bạn thân chí cốt với Lê Lộc, Tuấn Dũng muốn được gặp cô phải vượt qua cửa ải có 102 của Lê Giang mua 10 chai nước cam. Vốn được biết đến là cặp bạn thân khác giới của showbiz Việt, Tuấn Dũng đã từng có thời gian bày tỏ tình cảm sự yêu mến hơn mức tình bạn với Lê Lộc, nhưng bị cô từ chối. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, cặp đôi vẫn giữ được tình bạn thân thiết, gắn bó, thậm chí còn ngày càng đậm sâu khiến ai nấy đều xuýt xoa. Lê Lộc Tuấn Dũng là cặp bạn thân được nhiều sự chú ý từ người hâm mộ. Lê Giang đưa ra thử thách buộc Tuấn Dũng phải mua 10 chai nước cam mới được gặp Lê Lộc. Mới đây Lê Giang đăng tải đoạn clip liên quan đến Tuấn Dũng và con gái Lê Lộc trên trang Facebook cá nhân. Được biết sau khi ngưng giãn cách xã hội, nam nghệ sĩ có dịp sang nhà để gặp mặt bạn thân chí cốt. Tuy nhiên, không phải thích là sẽ được gặp mà Tuấn Dũng phải bước qua ải của Lê Giang trước tiên. Cụ thể Tuấn Dũng sang nhà tìm Lê Lộc nhưng bị Lê Giang ngăn cản. Điều kiện để anh chàng được gặp Lê Lộc là phải mua 10 chai nước cam ủng hộ mẹ bạn thân. Lê Giang yêu cầu Tuấn Dũng vượt qua thử thách mới được gặp Lê Lộc. Ngay khi tình hờ của Lê Lộc đòi gặp mặt con, Lê Giang đã can ngăn lại ngay và cô nói 10 chai nước cam mới được gặp Lê Lộc, khiến Tuấn Dũng có chút bàng hoàng. Sau đó anh phải mua 10 chai nước cam với giá 300.000 đồng. Nam diễn viên còn đùa với Lê Giang, gia đình dễ thương như cái trạm thu phí. Trước tình hình kinh tế ngày càng bất ổn, việc kinh doanh nước ép của Lê Giang cũng không mấy thuận lợi. Vì thế, nhân cơ hội này, cô nàng đã rao bán giá của con gái bằng 10 chai nước khiến ai nấy đều cười bò. Vừa nghe, Tuấn Dũng cũng vô cùng bàng hoàng nhưng cũng chịu chấp nhận thử thách để được gặp bạn thân. Dù vậy, Tuấn Dũng cũng thật thà, chấp nhận thử thách để được gặp mặt Lê Lộc. Tuy nhiên, điều khiến fan ngã ngựa đó chính là sau khi để tiền trao cháo múc, Lê Giang lại phán một câu xanh rờn, Lộc nó đi rồi. Đến đây Tuấn Dũng cũng phải đứng hình với kết quả mà đến anh cũng chưa từng nghĩ tới.
đáng thương cho Tuấn Dũng khi bị Lê Giang tuyên bố Lê Lộc không có ở nhà. Ở thời điểm hiện tại, dù tuyên bố chỉ là bạn thân khác giới, nhưng với những cử chỉ hành động làm cả hai dành cho nhau khiến nhiều fan liên tục đẩy thuyền, hy vọng một thời điểm nào đó cả hai sẽ chính thức tuyên bố là một cặp. Dịch bệnh ế xô, Lê Giang ở nhà buôn bán nước ép, nữ diễn viên còn ép nước cam suốt đêm khiến ai nấy đều xuýt xa. Dù là bạn chí cốt, Tuấn Dũng thừa nhận thầm thương trộm nhớ Lê Lộc. Harry Won bị nói không biết chia sẻ với ông xã, Trấn Thành bên vực. Trấn Thành cho biết anh thích chăm sóc và bà xã Harry Won đang làm rất tốt vai trò còn lại nên cả hai luôn thấy hạnh phúc với cuộc sống hôn nhân. Năm 2020 cũng đánh dấu 4 năm kết hôn của Trấn Thành và Harry Won. Qua những hình ảnh chia sẻ lên mạng xã hội, có thể thấy cặp đôi vẫn rất lãng mạn sau nhiều năm về chung một nhà. Kể từ khi chung đôi, vợ chồng son thường xuyên cùng nhau đi du lịch các nước trên thế giới, thậm chí còn dành cho nhau những món quà vô cùng đắt giá vào những ngày lễ kỷ niệm trong năm khiến mọi người ghen tị. Trấn Thành Harry là cặp vợ chồng hot nhất nhì showbiz Việt. Trấn Thành lên tiếng bên vực bà xã. Mới đây trước bình luận của một ý kiến cho rằng Harry Won không biết chăm sóc và chia sẻ với chồng, cô ấy nên phải học hỏi từ chồng và tự học hỏi bởi chính cô ấy. Vợ chồng nên chia sẻ với nhau mọi thứ, mọi hạnh phúc, chứ cứ để một người làm mãi thì không hay tí nào. Trấn Thành nhanh chóng lên tiếng bên vực bà xã và cho biết cả hai đang làm rất tốt vai trò của mình. Người phụ nữ hạnh phúc nhất là người không cần làm gì cho chồng mà chồng vẫn yêu. Người phụ nữ thông minh là người hiểu rõ chồng mình muốn gì và đáp ứng điều đó một cách khôn ngoan. Biết là bạn có ý tốt nhưng cảm ơn vì tôi thích chăm sóc và vợ tôi đang làm rất tốt vai trò còn lại. Harry Won bị anti-fan nói lời khó nghe, Trấn Thành lên tiếng bên vực. Trước đó không lâu khi có một anti-fan công kích Harry và cho rằng cô sẽ không thể mang thai vì từng mắc bệnh về tử cung, Trấn Thành lập tức bảo vệ vợ. Bạn có thể không thích tôi nhưng không thể nhân danh bất cứ cái gì mà vào nhà tôi phỉ báng và nguyền rủa. Gia đình vợ tôi, nếu bạn chỉ biết phu vơ một bình luận, tôi cũng bỏ qua được. Đằng này là trả lời từng fan của tôi liên tục nguyền rủa gia đình tôi bằng những lời cay nghiệt và tỏ ra cực kỳ khoái chí với việc đó. Cặp đôi vừa kỷ niệm 3 năm ngày cưới ở Hàn Quốc. Vợ chồng Trấn Thành phủ nhận mua 3 căn nhà bên Mỹ. Trước những tin đồn cho rằng vợ chồng Trấn Thành mua 3 căn nhà bên Mỹ, Harry Won nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Ảnh đùa mình có nhà bên Mỹ 3 căn và người ta tưởng thiệt. Ui cha cha, mọi người ơi, mình chưa có căn nào ở nước ngoài hết nhé. Chưa dừng lại ở đó, Harry còn hài hước cho biết nếu ai vẫn nói có thì dẫn mình qua đó đi được không, để mình ở đó luôn. Cả hai vợ chồng sở hữu khối tài sản đồ sộ. Trải qua nhiều sóng gió nhưng tình yêu của Trấn Thành dành cho Harry luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trong thời gian tới, người hâm mộ rất mong chờ tin vui từ đôi vợ chồng này. Hoa hậu Phương Nga trải lòng về nghi vấn tình yêu đồng tính với bạn thân cùng vào sinh ra tử. Hành trình 2 năm 3 tháng ngồi tù cùng 1 năm rưỡi trong trận chiến tình tiền cùng đại gia Cao Toàn Mỹ của Hoa hậu Phương Nga luôn luôn có hình bóng của người bạn thân cùng giới Thùy Dung. Trương Hồ Phương Nga đạt danh hiệu Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007. Đến khoảng tháng 3 2015, Phương Nga cùng người bạn thân Thùy Dung vướng phải ồn ào lừa đại gia Cao Toàn Mỹ số tiền 16,5 tỷ đồng. Nhờ chiêu bài mua nhà giá rẻ bị bắt để điều tra làm rõ, sau hơn 2 năm tranh chấp kiện tụng, cuối cùng vụ án tình tiền giữa người đẹp và đại gia cũng khép lại, Phương Nga được thả tự do. Hoa hậu Phương Nga trải lòng về nghi vấn tình yêu đồng tính với bạn thân cùng vào sinh ra tử. Vụ án của Phương Nga từng gây chấn động cả làng giải trí Việt tại thời điểm đó. Tuy nhiên giờ đây sau gần 3 năm, người ta chỉ thấy một Phương Nga trở lại nhan sắc xinh đẹp, nhưng chọn cách sống tính tiến, thu mình hơn, phải tham gia vào các hoạt động giải trí. Vào tù 2 năm, lại tốn thời gian dài để điều tra, Phương Nga đã mất đi rất nhiều bạn bè, cộng thêm mâu thuẫn kiện tụng với mẹ ruột. Dường như bên cạnh nữ hoa hậu năm nào chẳng còn lại bất kỳ ai, chính Phương Nga cũng thừa nhận điều đó. Tuy nhiên, người đẹp sinh năm 1987 vẫn cho biết, đối với tôi cảm thấy may mắn vì có một người thân sẵn sàng cùng tôi chịu mọi cực khổ trong những năm tháng ở trong trại giam, mang thân phận tội phạm nghiêm trọng, nhưng bạn ấy chưa từng trách móc tôi, còn cho tôi rất nhiều lời khuyên, động viên để tôi có thêm hy vọng cố gắng quay lại bắt đầu cuộc sống mới. Bên cạnh đó, gia đình của bạn tôi vì việc riêng của tôi mà chịu ảnh hưởng rất nặng nề. Một điều đáng quý là bố mẹ cô ấy đối xử với tôi giống như con cháu trong nhà. Tôi nghĩ mình không thể tìm được bất kỳ mối quan hệ nào khác đối xử với mình tốt được như vậy. Người mà Phương Nga nhắc đến chính là Thùy Dung, cô bạn thân đã cùng Phương Nga gắn bó, chịu cảnh vào tù ra tội.
luôn bên cạnh ủng hộ cô trong những phiên tòa cho đến khi được tại ngoại, bắt đầu cuộc sống mới. Nhiều lúc người ta có cảm giác cả hai đã vượt lên trên mức bản thân, trở thành một thứ tình cảm khác. Chia sẻ về mối duyên khác thường với Thùy Dung, Phương Nga thừa nhận, từ khi mới gặp Dung tôi đã nghĩ người này rất thân thuộc với mình, cô ấy thông cảm, thấu hiểu và rất nhiều chuyện của tôi, mà nhiều bạn bè khác đều không thấu hiểu được. Dung đối với tôi giống như người thân, hơn nữa tôi cũng chịu ơn Dung rất nhiều. Trong quá trình 2 năm 3 tháng trong trại giam và 1 năm rưỡi tham gia điều tra để khép lại vụ án, Dung đều cùng tôi trải qua, tất cả trải qua cay đắng khổ cực mà chưa hề trách tôi. Phương Nga cho biết, cô hoàn toàn hiểu được nhiều người cho rằng giữa cô và Thùy Dung có tình yêu đồng tính. Tuy nhiên người đẹp phủ nhận điều đó và cho rằng nó đúng hơn là tình tri kỷ. Những người chưa có tri kỷ sẽ khó hiểu được mối thâm tình giữa tôi và Dung. Tất nhiên nó không hề giống tình bạn bình thường, hãy gọi đó là tình tri kỷ. Thời gian gần đây người ta thường bắt gặp hình ảnh Phương Nga mặc áo lam đi chùa. Cô cho biết bản thân và Thùy Dung thường đến núi Bà Đen vào điện thời Linh Sơn Thánh Mẫu Bồ Tát để cầu nguyện. Đây là một ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng ở miền Nam. Ở đó người đẹp cảm nhận được một không gian thanh tịnh, giúp cô bình tĩnh lại, giải phóng cảm xúc tiêu cực và có được cái nhìn sáng suốt hơn về cuộc sống, những điều đã gặp trong quá khứ và phải đối mặt ngày hôm nay. Theo Phương Nga, việc cô có thể thoát được cảnh tù đầy một cách thần kỳ là do cô luôn cầu nguyện mỗi ngày. Người đẹp cho rằng bản thân lập được kỳ tích chính là sự phù hộ lớn lao đến từ Bồ Tát và Đức Phật. Khi được hỏi trong tương lai trải qua rất nhiều đau đớn bởi cuộc tình oan nghiệt, liệu Phương Nga có quyết định ở bên một người nào đó nữa hay chỉ cần Thùy Dung là đủ, cô tâm sự. Tôi nghĩ cuộc sống này không đơn giản là tôi cần gì, muốn gì hay tự hoạch định được tất cả mọi thứ. Mọi thứ đều là duyên phận. Đôi khi có những cái mình cảm thấy may mắn hơn người khác, nhưng đôi khi lại không được như ý muốn. Cách tốt nhất là phải trân trọng những người đang đối xử tốt, có ơn với mình, phải sống một cách biết ơn và đền đáp những cái ơn đó. Cùng bản thân trải qua những tháng ngày vinh quang, tốt đẹp, chắc chắn là điều dễ dàng bắt gặp trong cuộc sống. Nhưng một người đồng ý bên cạnh bạn vừa qua quãng thời gian tuổi hổ, đau buồn, tuyệt vọng nhất, để vươn lên không chỉ vài ngày, vài tháng mà tận vài năm dài đằng đẵng, lại là điều không phải ai cũng có được, đặc biệt khi họ là những người từng dấn thân vào showbiz. Tình cảm tri kỷ giữa Phương Nga và Thùy Dung thật đáng cho người ta ngưỡng mộ ước ao.